đây đó em. Ra em quay qua nè, nhìn đây. Ba đứa con. Vô đây. Em ra đây, em ra đây, em chụp mình cái đi tụi nghiệp. Không nhỏ, Nghĩa không nhau mà bưng ra đây. Dạ không phải. Tại sao bưng ra đây? Tại thành tượng anh Nghĩa. Thật cái mặt rất giống, cái mặt giống nha. Ẩm em, ẩm em, ẩm em. Ra đây chụp hình được chứ đừng ngay ra đây anh ơi dẫn con đi chặt ghét tôi đi. Ra đây anh ơi dẫn con đi chặt ghét tôi đi. Chưa đi. Vô con. Trời ơi gia đình rất đẹp đôi, nhìn rất đẹp. Nó kèm cơm theo luôn. Trời ơi thấy cưng không? Dạ, con em mới tìm được cha đó. Càng cứu thì sao em? Chụp hai ba tấm nha. Bây giờ lo thay mà. Hai mẹ con mặc hình như mặc áo đôi luôn á. Ba mẹ con. Ừ. Bé thì nhỏ quá chưa có. Ba đứa gái hết vậy đó. Dạ ba đứa gái. Em vui lắm, vui. Hồi sáng em bán cà phê dạo, em cũng không có biết chương trình này về có anh Nghĩa nữa. Tại vì thường bán là về ở nhà không có. Rồi thành ra ông chồng ông nói có đại nghĩa Việt Hương rồi đó. Rồi là em bán cà phê em tranh thủ về liền, anh rước ba đứa con em ra để gặp thần tượng của gia đình em. Rồi còn đợi gặp cô Việt Hương, bé này nó buồn ngủ dữ lắm luôn rồi nè. Mà đang đợi gặp cô Việt Hương rồi mới về. Nè nè nè, đợi nó lên cho cô lấy hình đẹp nè. Dễ thương lắm cô ơi, ba công chúa. Này, này kem chống nắng xịt. Nhờ Kim Anh tặng. Nhờ Kim Anh tặng hàng của nhờ Kim Anh. Thấy đi quay xa, nhờ Kim Anh nó thương. Nó tặng cho kem chống nắng quấn trên mặt. Xong rồi kem chống nắng xịt body, xịt 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 vậy đó. Tại vì đi quay bên ngoài, nắng dữ lắm quý vị. Bữa nay là đỡ nè, bữa nay trời là đỡ, chứ mấy bữa trước nắng khủng khiếp, nắng bể đầu luôn á. Mà không có mấy cái dụng kem chống nắng này về là bấy bá hết. Cho nên không phải điệu đâu, không phải điệu mà là phải tự chăm sóc cho mình. Để mình còn giữ cái nhan sắc phục vụ cho bà con của bác nữa.